này ăn vị này vậy? Cậu làm gì vậy? Vị này có mỗi một cái này thôi đấy. Thì sao? Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, do tôi bị trượt chân. Xin lỗi á? Xin lỗi là xong à? Vậy mọi người định làm gì tôi? Hôm nay đến đây thôi. Con bé này phải dạy dỗ nhiều. Nhìn bộ dạng của nó thế này, lần sau chúng ta lại chơi tiếp. Đi. Cảm ơn cậu. Sáng sớm đã mắc nợ. Nếu như anh ấy ở bên cạnh mình thì tốt quá. Em đến tìm anh làm gì? Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Anh Dương. Anh yêu, anh tan học rồi à? Cái gì? Anh yêu á? Tại sao hai người lại quen nhau? Chúng ta chia tay đi. Anh đang đùa đấy à? Sao tự nhiên lại chia tay? Chẳng phải chúng ta vẫn đang tốt đẹp sao? Anh Dương! Chúng mày biết gì không? Hôm qua nhá, có đứa bị bồ đá đấy. Này, nghe nói là bị đá rồi à? Có cần mua chút gì đó ăn mừng không nhở? Tự nhiên tao đói quá. Lẽ nào mình là cái túi tiền của bọn họ? Thôi kệ, mua cho xong chuyện. Nghe nói anh chưa có bạn gái à? Em đang nói chuyện với anh mà anh nhìn gì thế? Anh thích nó à? Hai người họ đang yêu nhau. Vậy tại sao anh ấy lại... Anh Dương! Cô có bị ngốc không vậy? Nó đã vô tình như thế, sao cô phải khóc? Em thích anh, bây giờ phải làm sao? Xin lỗi, tôi không có tình cảm với cô. Nhung ơi, qua đây ăn đi. Ừ. Cảm ơn nhá. Không có gì đâu. Tôi nói với cô bán hàng là tất cả những thứ này Nhung đem trả tiền sau. Cái gì á? Mày... Này, làm gì đấy? Định đánh bạn ở trong trường à? Tôi thấy hai người ôm nhau. Chẳng phải cậu với cô ta là người yêu sao? Sao lại... Người yêu nào? Tôi làm gì đã có người yêu? Nhất định anh phải giúp em. Anh nhắn tin đi. Được rồi, ok.
Xem ra cậu thích nó quá nhở. Anh bỏ em ra rồi nói chuyện. Ngoan nào, đi theo anh. Alo. Có thể hành động được rồi đấy. Thứ anh muốn cho em xem đâu? Tao sẽ cho mày biết, tao không dễ bắt nạt như mày tưởng đâu. Mới hỏng có một cái điện thoại mà mày đã như thế. Vậy hôm qua mày đối xử với tao như thế nào? Mày tính sao? Này! Anh Tuấn, nó bắt nạt em, lại còn ném điện thoại của em nữa. Anh dạy dỗ nó đi. Anh Tuấn, có mặt em đứng ở đây mà anh để người con gái khác nắm tay nắm chân anh như thế à? Anh có qua đây không? Mày dám nói với anh Tuấn thế à? Ô hay, tao không được nói với người yêu của tao như thế à? Làm gì mà em hung dữ vậy? Đánh mày chỉ làm tao bẩn tay thôi. Sau này cứ từ từ mà tận hưởng đi. Đừng gọi anh là anh Tuấn nữa nhá. Người yêu của anh sẽ ghen đấy. Mày hãy đợi đấy. Anh Dương, vì em là bạn của Nhiên nên anh sẽ giúp em. Mày định giở trò gì? Loại mày không có tư cách để động đến người yêu của tao. Mày đợi đấy thằng chó. Cút. Anh Tuấn, anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm à? Nắm tay tình tứ thế cơ mà. Hay là muốn quay lại với tình cũ? Đồ trơ trên. Mày tưởng yêu người ta rồi thì chim sẻ có thể hóa thành phượng hoàng hay sao? Mày không biết rằng mày chỉ là con gà thôi à? Là mày, chính mày dựng nên chuyện này để anh Tuấn hiểu lầm tao đúng không? Thì sao? Mày nghĩ anh ấy còn ở đây bảo vệ mày nữa à? Có khi nào mình hiểu lầm cô ấy rồi không? Yếu đuối thế, lúc trước oai lắm mà, bây giờ không ai bảo vệ nữa à? Để xem mày còn oai được nữa không. Định chạy đi báo cáo à? Để tao hâm nóng tình cảm cho nhá. Thằng kia, mày trả sống à? Đi. Em không sao chứ? Có anh ở đây rồi. Đi về nhà thôi. Vậy là quyết định ngày đó của tôi là chính xác. Tôi và anh Tuấn từ đó luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.